Dạ em Tùng à, chào anh em. Thì hôm nay em Tùng view cho anh em xem một cái bộ bot laser từ Mỹ về. Nó là GLL3-300G. Hàng này hàng từ Mỹ về, nó từ 600 đến đây từ 60 mét ha. Đó, nó là 12 tia xanh chuyên cho họ công trình ha. Đây nó Mỹ về, nó siêu 4 nhân. Ok, thì cái này về một cái thùng thôi nha anh em. Anh em quan tâm thì liên hệ 0962 232 100. Rồi, giá thì em đỡ dưới comment. Em view trước cho anh em xem. Nó là nghiêng siêu nên vui ra ha. Rồi, đây, quá đã. Nghiêng siêu từ Mỹ về. Khóa lại ở bên này luôn. Ok, cái này Mỹ về họ có cho một cái đầy đủ ha. Đầy đủ luôn, không thiếu gì luôn. Cái này là cái tịnh tiến ha. Bóp vô. Đây, kẹp luôn. Gắn với cái chân. Tách ra. Xoắn cái này. Wow. Cái bộ này là giống như là bộ riêng ha. Mở khóa, khóa lại. Đây, tịnh tiến tới ha. Rồi, anh em thấy hay nhớ like giúp em Tùng một like. Cái này kẹt rồi, Tùng sẽ tiếp đến cái này. Và có pin. Pin họ có gửi. Này là Home Depot về. Nó có cái catalog. Có pin trong này. Bỏ ra ha anh em ha. Rồi, nhân vật chính của ta hôm nay. Anh em. Đây. Rồi, mình bỏ pin vào ha. Pin là pin tiểu nha anh em. Cái này tầm khoảng khoảng 10 triệu nha anh em. Nó là tia xanh. Ok, đây, tia xanh. Tiếp. Đầy đủ hết ha. Đây. Đây.
Rồi, gắn vào cái này thử sao. Đây, nó có cho mình gắn. Đây, pro, quá pro luôn. Có chân, cỡ, đồ đầy đủ. Cứng rồi ha. Anh em tịnh tiến lên xuống thoải mái ha. Xuống này. À, khóa lại nè. Rồi. Xoắn ngang, xoắn dọc. Đó. Nó là 360 độ. Ok, mới 100%. Anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Em Tùng, cảm ơn anh em.